Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của tất cả các anh em nha cả nhà. Hôm nay chúng ta gặp hồ sơ Lê để chia sẻ và cập nhật những thông tin mới gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình sau đi diễn chi ăn khán giả của chị Hồng Loan, của Má Tư, của Linh Tý và cũng như là của chú Quân Tấn và tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong đêm 9 tháng 9. Dạ anh chào anh Huy. Cho Huy xin được phép gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị, những người khán giả đã lúc nào cũng yêu thương và đồng hành với ekip. Dạ anh Huy ơi, hôm nay thì mấy anh em gặp anh Huy chia sẻ với cô chú anh chị mình đó, trong cái đêm diễn ngày 9 tháng 9 vừa qua, tối hôm qua đó, thì anh có gặp khó khăn hay là có gặp như thế nào, anh có thể chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn mình không ạ? Thật sự là đêm phiên ngày hôm qua là một đêm quá thành công với đối với Huy cũng như là tất cả ekip. Mình chỉ bị hơi bị khó khăn là có một vấn đề này nè, là thứ nhất là cái quán Huy không có đủ diện tích để chứa đủ được những người khán giả yêu thương đến với đêm tri ân đó. Tại vì có một số khán giả đã đến đây mà không có chỗ ngồi về rất là nhiều. Cái đó là Huy chuyện cũng là nói lời xin lỗi trước với những người khán giả mà qua đến rồi mà không được vào xem. Tại vì sức chứa của quán em được như đó thôi, mà bây giờ cái sự yêu thương của tất cả mọi người quá nhiều nên cũng rất mong là các cô chú anh chị đã yêu thương em thì cũng cho em xin lỗi về vấn đề mà đến mà không vào xem được. Thì ngày tối hôm qua đó anh thấy có rất là nhiều khán giả là xúc động vì cái đêm mà anh đã dàn dựng, có nghĩa là anh đã chuẩn bị từ trước đó, là cái show diễn này anh nó có nhiều bất ngờ thật sự, có phải là những cái gì mà anh chuẩn bị trước không ạ, hay là nó là tự nhiên hay là ngẫu nhiên? Thật sự là cái đêm tri ân ngày hôm qua là không có chuẩn bị một thứ gì, không chuẩn bị ngay cả kịch bản cũng không có. Có nghĩa là mình chỉ nghĩ là đêm tri ân là để team phải kiếp gặp gỡ những người khán giả, những người đã yêu thương, đã đồng hành với ekip và team của Hồng Lan từ đầu tới bây giờ. Chứ không phải là một kịch bản về ca nhạc, không có một kịch bản ngay cả. Quý vị khán giả, chúng ta coi ngày hôm qua cũng thấy, đâu có kịch bản hay đâu. Tới ai đi ra hát để phục vụ quý vị khán giả cũng phải hỏi, đi tìm để hỏi, không hề có một kịch bản gì hết. Nên là cũng rất mong là quý vị khán giả là chương trình ngày hôm qua mặc dù không có kịch bản, nhưng mà cũng may mắn là sự hợp tác của quý vị khán giả nè để cho chương trình hôm qua là diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Dạ anh Huy ơi, anh cho em nói một điều này ha. Tại vì cái ở quán của mình là một cái show diễn chi ăn khán giả là lần đầu tiên. Về âm thanh và ánh sáng ngày hôm qua thì trên tất cả các đường like của mấy anh em tức quán thì cái đường like nhiều nhất là em nghĩ là 4-5 ngàn, có đường like cả 10 ngàn người coi. Thì cô chú anh chị nói là âm thanh nó hơi bị một chút xíu kỹ thuật và cũng như là ánh sáng không được sáng cho lắm. Thì anh nghĩ như thế nào về điều này? Cái đó là những sự góp ý cũng rất là tốt của những người khán giả yêu thương Huy. Thực sự là Huy cũng chia sẻ thật là cái show diễn ngày hôm qua là Huy đã thay đổi sân khấu 2 lần. Dạ đúng rồi. Mà trong thời gian thì chuẩn bị thì ngay cả các bạn hay là các bạn quay cho khán giả coi lúc mình chuẩn bị thì Huy đã thay đổi rất là nhiều về cái vị trí sân khấu. Ngay cả buổi trưa là mọi người lên, mọi người cũng thấy Huy đang cho làm thể sàn để nới rộng ra thêm để có đủ sức chứa cho những người yêu thương tối để đến đêm tri ân ngày hôm đó. Thì do cái phạm vi của mình rồi, cái diện tích của mình là quán cà phê nên đó, khi mà mình làm sân khấu hay mình đánh đèn cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là cái lượng khán giả hôm qua đến với quán cũng quá đông, mình không xử lý được cái gì hết nên là phải buộc là mấy cái đèn á là Huy phải chạm bám lên mấy cái dụng cụ hết để chi không mất diện tích và không có bị chiếm chỗ để tối có thể đón được nhiều người khán giả yêu thương đến với quán mình hơn. Đó thì cái đó cũng là một cái lỗi của ban tổ chức. Thì ban tổ chức cũng là mong là những người khán giả đã yêu thương rồi cũng thông cảm bỏ qua cho ban tổ chức về vấn đề âm thanh ánh sáng. Và tất cả sẵn đây thì mình cũng nói luôn về vấn đề mà nhân viên phục vụ cũng có lỡ có sơ suất gì đó thì cũng rất mong quý vị khán giả cũng bỏ qua giùm, tại một lượng khách mình quá đông mà nhân viên phục vụ của mình là phải order nước cho từng người để không lộn nước của mọi người nên nó có thể là hơi chậm hoặc là có thể là nhiều quá, có thể các bạn quên thì có thể nhắc lại cho các bạn sẽ làm tốt hơn. Thì cũng rất mong là các cô chú đã yêu thương tụi em rồi, yêu thương team tụi em rồi
thì cũng rất mong là thông cô chú là cứ thông cảm bỏ qua hết những cái gọi là cái chưa hoàn thiện của ban tổ chức và của quán cà phê quê. Yeah. Ngày hôm qua thì em thấy khán giả nhiều hơn so với dự kiến và nhiều hơn so với lại cái vé mà anh phát hành ra là 200 vé đúng không anh? Dạ thực sự là không, mọi bữa làm chỉ phát hành có 180 vé thôi. Dạ. Rồi xong rồi bên Lan cũng báo, anh Huy ơi em đang nhận như vậy, bên Bích Trâm cũng bán quá, số lượng càng ngày càng tăng lên. Dạ. Ngay cả bên Huy cũng bán mà bên Anh Sang cũng bán. Có nghĩa là khi tổng kết lại là gần tới 200, khoảng 280. Dạ. Bóng vượt thì quý khán giả cũng biết rồi, mình là quán cà phê mà. Dạ đúng rồi. Mà do cái quán Quy là có mô hình cây xanh nhiều. Dạ. Nên mà nếu mà làm không khéo, sân khấu không khéo là sẽ bị khuất tầm nhìn, nên quý vị khán giả coi không được. Dạ. Bởi tại sao Quy mới có một cái lý do là Quy phải đổi cái vị trí sân khấu liên tục. Dạ. Chúng đặt cái này thấy không hợp phải đổi qua chỗ khác liền để chi cho tất cả mọi người khán giả khi ngồi thì có thể là coi được. Dạ. Đó, yeah. Bởi vì Quy mới có vấn đề Quy bị đổi sân khấu ra là như vậy. Yeah. Đó thì cũng rất mong, chắc Quy nghĩ là những người khán giả mà đến với đêm tri ân đó thì cũng là những người yêu thương team của Hồng Loan và tất cả ekip và cũng như là ekip của Quy. Thì Quy nghĩ là chắc mọi người cũng thông cảm. Yeah. Thật sự là ban tổ chức cũng cố gắng làm hết sức. Yeah. Yeah. Để cho có một cái đêm diễn tri ân thật thành công. Yeah. Và giống như các bạn thấy không, Quy vẫn nói là khi đến với đêm tri ân đó thì quý vị khán giả sẽ được có nhiều bất ngờ. Dạ. Mà bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Master Quý Thanh. Dạ. Quý cũng không biết luôn. Dạ. Ngay cả chị luật sư Tiết Ngọc cũng vậy, cũng không biết luôn. Dạ. Cứ nghĩ là chị nói thôi, nhưng chị công việc của chị mà sao biết được thời gian. Nhưng mà chị đi về tới đây trễ mà chị vẫn đến với lại cái đêm tri ân. Có chị Hồng Loan. À. Rồi xong các bạn thấy không? Quà tặng của Hồng Lan cũng tặng, rồi quà tặng của anh Huy Sang. Nói chung là mình nói khi mình làm một cái chương trình hay là mình làm gì đó, mình nói là phải có, chứ mình không có lừa gạt khán giả. Nói là phải làm hả? Đúng vậy. Nó nên là cái uy tín mà. Chứ mà mình nói nhiều quá, nhưng mà lúc mà mình đến mình không làm được gì thì khán giả có thể tin mình một lần. Dạ đúng rồi. Nhưng là lần sau khán giả sẽ không bao giờ tin mình. Anh Huy ơi, có khán giả thì trong cái sự kiện nào, bất cứ cái sự kiện hoặc là trong cái cuộc sống của chúng ta đều có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái khen và cái chê. Trước tiên thì cô chú anh chị mình góp ý về vấn đề âm thanh và ánh sáng. Nhưng đông đảo cô chú anh chị mình gần xa yêu thương ủng hộ anh Huy, ủng hộ chị Hồng Loan, ủng hộ tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong việc có quan và cũng rất là mong muốn là trong tương lai Huy sẽ cũng tổ chức một cái chương trình tri ân hay là một cái chương trình với chủ đề nào đó giống như thế này, giống như đi hôm qua là một cuộc gia đình như vậy, thì anh Huy nghĩ là mình sẽ tổ chức tại quán một lần nào đó gặp mà như thế nào nha. Theo kế hoạch của Huy và giống như với Lan là có thể là cuối tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 thì sẽ có một đêm nhạc của quốc đại Hồng Loan và Hạ Vân sẽ được diễn ra tại Tham Coffee. Đó là theo cái kế hoạch anh em đã bàn từ lúc đầu rồi. Đúng ra là cái show này là cuối tháng 8. Nếu mà cuối tháng 8 mà do lịch của anh Đại bận quá đi lưu diễn nước ngoài phục vụ bà con bên đó nên phải đổi lại thì mới có ra cái đêm tri ân ngày qua. Đó thì bởi Quy nói là khi mà Quy vẫn nói là khi mà các cô chú anh chị khán giả mà đến với đêm tri ân này là Quy biết là rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc. Dạ. Ngay cả các anh chị YouTube mà không thấy hay là khán giả đến không thấy ngồi coi một cái chương trình đâu phải là theo cảm giác Quy thấy các cô chú anh chị ngồi coi y chang như ngồi nhạc coi chứ đâu không phải là vô sân khấu coi. Dạ đúng rồi. Y như ngồi gia đình ngồi nói chuyện rồi giao lưu và chụp hình y chang gia đình, chứ không phải sân khấu. Sân khấu là không được, là cái gì khán giả không được lên chụp hình như vậy. Dạ. Còn cái này cũng như là gặp gỡ giao lưu rồi trò chuyện với nhau. Dạ. Ngay cả Bến Lan cũng đi ra ngoài ngồi y chang một người khán giả. Dạ. Chúng mình hòa đồng hết cho nó vui. Dạ. Thì bởi Quy nói là tại sao Quy nói từ lần đầu tiên. Dạ. Tri ân là mình đã gặp gỡ, mình giao lưu, mình chia sẻ, mình chụp hình lưu niệm, bắt tay bắt chân. Dạ. Là y chang như là người mình với mình thôi chứ không phải là một ngôi sao, một ca sĩ gì hết, không có gì. Dạ. Mà đúng không, Quy đã nói rồi, khi đến với đêm nhạc đó trừ khi nào mà những người ở xa mới đến không được.
Dạ. Và những người nhiều khi là đến mà không có vé vô coi được thì có thể là có thể các cô chú ở nhà coi online. Dạ. Nhưng mà đúng thì lại cái chương trình ngày hôm qua là rất là nhiều cung bậc cảm xúc, có nhiều người ngồi coi hôm qua mà khóc. Dạ đúng rồi. Người ta cảm động, người ta hiểu được cái sự việc, người ta cảm động. Dạ. Người ta có nhiều người ngồi khóc cũng bằng. Thật sự là khán giả qua đi về nha, gặp ai gặp Quy cũng khen hết trơn. Dạ. Rồi chương trình may vui, có Quy chương trình hay quá. Dạ. Mà Quy thấy chương trình có đâu? Có gì đâu hay. Chương trình đâu sắp xếp không dàn dựng, dạ, không có một thứ gì hết. Nhưng mà khán giả thấy lại hay hơn. À, ngay cả giờ giờ cuối mà Quy một cái team của Quy làm hôm qua, dạ, không có ai mở màn được hết. Dạ. Quy có điện thoại, Quy nhờ nhóm nhạc có mở màn cho nó sung sôi động. À, cái đó là anh có nghĩa là năm giờ cho nó sung ha. 5:30 chiều mới điện, mà dạ, trong khi đó 7 giờ hát mà 5:30 chiều mới diễn gần à, người ta. Thì ra là có nhiều khán giả cũng nói là cái ủa sao trong poster không có mà đúng lại điện. Tại vì cái thì các bạn hay là các cô chú có thể coi trên poster mình á. Dạ. Những người nghệ sĩ tham gia của mình đâu có ai mà sôi động mà mở màn được. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ để mình mở màn cái bài nhạc trữ tình nó buồn quá. Dạ. Thì phải buộc Quy phải nhờ mời một nhóm nhạc qua để hỗ trợ để mở màn cho nó khuấy động sôi động lên. Rồi sau đó sẽ vô cái tri ân của mình là bắt đầu vô hỏi Quy mới chạy ra vô. Dạ hát trước. Ai vô luôn trước. Dạ. Ta không biết luôn mà, bởi thế ta hát chạy ra chạy vô và lại như vậy chứ không phải muốn chạy qua chạy lại. Dạ. Tại vì mình không biết là ai hát trước thì cũng chưa, mình không có lên kịch bản, mình không có giờ dứt gì hết. Giống như gia đình. À, không không ai hát biết hát mấy bài, hát nào xong rồi khán giả vô vô thôi. À, ai cũng nhường đó nhường lui hả? Nói chung là hôm qua là thật sự là đúng rồi. Thôi à, trước đi vô luôn, trước đi. Cứ vậy dừng lại gia đình. Dạ. Ở đây gặp bé Lan. Có khúc Hồng Loan ra đó, Hồng Loan bất ngờ luôn. Cứ ra vô ông Lan nha. Nghệ sĩ ít khi nào mà người ta sống chịu xuất hiện mà 2-3 lần trong một chương trình. Dạ. Nó bị mất ga, mất lửa. Dạ. Mà thấy em bé Lan mà ra 3 lần. Gà xong vô xong gà cứ vô. Tại hôm qua không phải là một đêm nhạc mà hay là gì hết. Hôm qua chỉ là đêm chân giao lưu thôi. Dạ. Giao lưu là gỡ được các quý vị khán giả yêu thương thích nghe bài gì. Dạ. Thì đây các anh chị em nghệ sĩ sẽ phục vụ bài đó. Dạ. À, đó là những gì mà anh Quy Lê muốn chia sẻ cho cô chú anh chị vào cái đêm tri ân khán giả vào tối hôm qua. Dạ. Hôm nay thì em đến quán anh Quy Lê cũng giống như những kế hoạch trước thì em cũng có chia sẻ, em cũng có hỏi anh nói là chiều hôm nay có một cái họp báo gì đó đúng không anh? Đúng rồi. À, vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 9 là chiều nay. Dạ. À, sẽ có một cái họp báo ra mắt MV của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dạ. À, tại quán Tham Coffee, địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Dạ. Danh sách khách mời là khoảng tầm 80 ca nghệ sĩ và diễn viên sẽ đến với đêm họp báo chiều chiều nay. Dạ. Chiều nay mình họp báo như vậy thì mình có giao lưu hát gì không anh ạ? À, cái này mình không biết luôn. Không biết luôn. Không biết luôn. Chưa. Không biết luôn, không biết gì luôn. Là bây giờ họp báo ra mắt MV gặp gỡ, gặp gỡ báo chí rồi anh mình uống cà phê gặp gỡ mình chia sẻ thôi. Yeah. Để chia sẻ xong thì anh em nào muốn hát thì hát thì Quy cũng có để âm thanh sáng sẵn rồi. Yeah. Thì anh em nào mà muốn hát phục vụ tại hôm nay mình cũng vô nhằm là ngay cái mùa dỗ tổ nghệ sĩ. Yeah. Thì chắc Quy nghĩ là chắc anh em chắc cũng lát cũng sẽ hát, cũng có ca sĩ hát. Hát để thứ nhất là lúc vui trong cái buổi họp báo MV. Yeah. Thứ hai là cũng tháng này tháng đang kiếm tổ nè. Yeah. Có thể đem lời ca tiếng hát mình để phục vụ cho những người khán giả yêu thương mình. Yeah. Ngoài những khách mời tới họp báo ra mắt MV của ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng như là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng với bé Cô Bơ đó, thì khán giả mời khách vãn lai đến uống cà phê thì có cùng được tham gia, cùng được xem và cũng như là vừa uống cà phê vừa tham gia không ạ? Dạ có, được hết. Yeah. Có nghĩa là Huy chỉ có là một khu, trong khu Đà Lạt là để họp báo MV thôi. Yeah. À, các anh chị em nghệ sĩ cũng có mời sẽ ngồi trong khu đó. Yeah. Còn những khu ngoài hay phần lãnh tất cả các khu mình đi vào, mình ngồi uống cà phê, mình ngồi mình nghe, mình coi, yeah, mình giao lưu bình thường chứ không có vấn đề gì hết. Yeah. Nha, nên mọi người cũng đừng có vấn ngại, vấn đề là thấy họp báo mọi người nghĩ là không cho bán cà phê, vẫn bình thường. Yeah. Vô đây vẫn đập gỡ cho luôn bình thường. Yeah. Nhưng mà quý vị khán giả nhớ nha, chiều nay bảo đảm là có bé mới mới nhắn tin. Chiều nay gặp quá tuyệt vời. Thầy mới nhắn tin chiều nay gặp nữa nha anh trai. Đó, nên, chiều nay bé mớm xuất hiện tại anh Huy nữa. Dạ. Thì nói chung là bé mớm với Huy cũng như là anh em thôi cũng là rất yêu thương và hỗ trợ nhau trong việc hết đó. Thì mọi người đã yêu thương rồi thì sẵn nay Huy nói luôn là để yêu thương ekip. Thì đêm tri ân ngày hôm qua có bị sơ suất
hay là bị về vấn đề gì đó, hay về âm thanh, hay về ánh sáng, hay về các phục vụ, hay là những hát mà không được trọn vẹn, thì cũng rất mong các cô chú anh chị, các bạn cũng bỏ vai dùm cho ekip. Tại hôm qua là thật sự là một đêm tri ân và giao lưu, chứ không phải là một cái show ca nhạc. Đó, nên Huy cũng đại diện cho ban tổ chức và đại diện cho anh em nghệ sĩ tham gia trong đêm tri ân ngày hôm qua là cũng có lời là cũng mong là tất cả cô chú đã yêu thương rồi thôi, những cái lỗi nhỏ đó thì cũng rất mong là bỏ qua dùm cho ban tổ chức và anh em nghệ sĩ tham gia trong đêm tri ân ngày hôm qua. Rồi, anh cảm ơn Huy đã chia sẻ nha. Không có anh em nào hỏi Huy không ạ?